Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, hiện nay việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Cùng với những lợi ích mang lại, quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo mật, an ninh, an toàn, thông tin mạng. Trước kia, mỗi khi thực hiện bất cứ thủ tục hành chính nào, điều khiến chị Y Nở ái ngại nhất là phải mang theo đủ loại giấy tờ. Điều này không những gây phiền hà bất tiện mà còn tốn nhiều thời gian của công dân. Hiện nay, khi có căn cước công dân gắn chip điện tử và đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, 2, các giao dịch dân sự được thực hiện rất thuận tiện, đơn giản và giảm bớt thời gian đi lại của người dân. Hồi trước thì mình cần đi lên đi xuống nhiều, còn photo mấy cái giấy tờ này kia. Chứ giờ mình tải cái định danh điện tử công quốc gia gì đó. Đây là cảm thấy nó tiện hơn nhiều. Là mình chỉ tải cái ứng dụng đó lên xong rồi mình tải cái phần mềm đó vô điện thoại xong rồi mình tự nhập vô là nó được. Mình sử dụng thì rất là dễ. Khi mình ví dụ mình đi đâu đi đó, mình đi xuống khám lại cũng có cái thẻ bảo hiểm rồi tất cả các cái loại giấy tờ của bản thân là mình sẽ gõ vào cái đó là sẽ có hết. Trong quá trình sử dụng đó thì gọn với lại dễ, không làm mất giấy tờ này kia thì cũng không cần lật đật phải cầm giấy tờ này kia trong túi cũng sợ mất này kia. Thực hiện công tác cải cách hành chính, xã Đắc Bờ Nè đề ra mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Triển khai mục tiêu này, việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian qua đã giúp xã thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, bộ phận một cửa xã Đắc Bờ Nè tiếp nhận trên 120 hồ sơ với gần 90 hồ sơ trực tuyến. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Trong quá trình thực hiện là nó thuận lợi, là giải quyết được rất là nhiều cái thời gian, đỡ tốn rất là nhiều thời gian của bà con đi lại. Rồi cũng như cái quá trình mà yêu cầu hồ sơ xem xét đối chiếu các cái hồ sơ cá nhân liên quan để phục vụ về cái thủ tục hành chính. Thì bên cạnh đó thì trong quá trình mà vừa giải quyết thủ tục hành chính thì cũng đã hướng dẫn cho công dân để người ta tạo các cái tài khoản dịch vụ công để người ta đăng ký các hồ sơ trên cái cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết cái trực tuyến. Cùng với quá trình khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác bảo mật thông tin và việc bảo đảm bí mật về thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh được địa phương phổ biến và thực hiện nghiêm ngặt. Chúng tôi là những người mà là những người chỉ được cấp quyền truy cập thông tin của công dân. Thì chúng tôi chỉ khai thác cơ sở dữ liệu công dân để thực hiện các thủ tục hành chính đó. Còn ngoài các dữ liệu các dữ liệu khác thì chúng tôi không có truy cập. Và để tránh cho kẻ xấu người ta có thể lợi dụng điều đó để truy cập. Công tác cán bộ thì vừa rồi cũng đã triển khai tập huấn về công tác an toàn bảo mật mà huyện cũng đã tổ chức triển khai. Rồi đến hiện nay thì đối với cán bộ chuyên môn mà làm đặc biệt là bộ phận một cửa, là trong đó đã được cấp 6 cái tài khoản để khai thác cái dữ liệu dân cư này để phục vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cũng như giải quyết các cái hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Và đến nay là về công tác bảo mật vẫn đảm bảo, chưa có trường hợp mà lộ lọt thông tin đối với các nhân liên quan, cá nhân tổ chức liên quan đến làm các thủ tục liên quan về cái thủ tục hành chính tại địa bàn xã. Tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, thực hiện khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai rà soát tài khoản của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, trong quá trình khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại phường được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin. Thông tin được bảo mật là tất cả thông tin hiển thị trên hệ thống. Cán bộ công chức không được cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật với bất kỳ lý do nào
nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an. Bắt buộc đổi mật khẩu mặc định đăng nhập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh do Viễn thông Kon Tum cấp và chịu trách nhiệm quản lý đối với từng tài khoản cá nhân người sử dụng. Với vai trò thì là công chức được phân quyền truy cập và khai thác thông tin trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh, và bản thân cũng là nhận thức được là đây là nguồn thông tin tích cực và rất là quan trọng. Theo đó là việc thu nhập khai thác thông tin dân cư là phải đảm bảo được là bí mật nhà nước, bí mật của cá nhân, bí mật của gia đình cũng như là đời sống riêng tư của công dân. Nên là theo luật định là hiện nay thì bản thân tôi cũng như cán bộ công chức tại Ủy ban nhân phường thì đã được cấp quyền và đồng thời là cũng đã ký bản cam kết là đảm bảo an ninh và an toàn và bảo mật thông tin về công dân Việt Nam trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cái tinh thần đề án 06 cũng như là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc bảo mật thông tin cũng rất là quan trọng. Thì thực hiện theo cái quy định của luật căn cước cũng như là nghị định 137 năm 2015 triển khai đến bộ phận một cửa, các cái bộ phận có liên quan được cung cấp số liệu sử dụng cái dữ liệu dân cư cam kết theo quy định và cũng được tập huấn về công tác bảo vệ bí mật đối với dữ liệu của người dân. Ngày 4 tháng 11 năm 2022, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 46 quy định cụ thể về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. Theo đó, quy định quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin cần tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo pháp luật hiện hành, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, trừ trường hợp pháp luật khác có quy định. Đồng thời, cơ quan, tổ chức cá nhân được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng, hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc này đã và đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm ngặt, đúng quy định. Mật khẩu phải là mật khẩu của mình và đã đổi thì theo trong hồ sơ thì nó sẽ không bị lọt ra ngoài, bởi vì nó cấp ở trong cơ sở thì những thành phần, những một số cán bộ mới được cập nhật và dữ liệu dân cư đối với của người dân, thì khi nó đã bảo mật và chỉ có mình mới được và bảo cái mật khẩu đó mình không đưa ai hết thì nó sẽ không bị lọt ra ngoài, thì nó bảo đảm về cái tính mật khẩu về dân cư của đối với người công dân khi mình khai thác. Đối với lại cái việc mà khai thác dữ liệu dân cư á, đối với địa phương thì rất thuận lợi trong cái việc mà thực hiện cải cách hành chính. Thì trong thời gian qua là đã thực hiện tốt cái việc mà khai thác cái dữ liệu của dân cư á, thì nhất là đối với lại bộ phận tư pháp hộ tịch ở xã thì cũng đã thực hiện tốt cái nội dung này. Hiện nay thì đối với lại cái hạ tầng về cải cách hành chính á, thì đối với lại địa phương á thì về con người á thì cơ bản á thì cũng đảm bảo cán bộ thực hiện cải cách hành chính cũng được tập huấn các cái lớp do cấp trên tổ chức là đầy đủ, và qua tập huấn thì đối với lại công chức ở bộ phận một cửa thì cũng là tiếp thu tốt và thực hiện tốt các cái nội dung theo quy định. Ngày 25 tháng 2 năm 2021, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành, và quá trình này được thực hiện trên cơ sở đảm bảo bảo mật, an ninh, an toàn xuyên suốt từ trung ương đến các địa phương. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội nói chung.